Kính chào quý vị, chào các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình Nam Định hôm nay. Bản tin thời sự sẽ mở đầu chương trình với những nội dung chính sau đây. Trung tâm Hữu nghị Cộng đồng Nam Định vừa tổ chức hội thảo đánh giá kết quả thực hiện mô hình cộng đồng quản lý trên địa bàn thành phố Nam Định. Tại cuộc hội thảo, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả thực hiện của dự án từ năm 2005 đến năm 2009 và nghe hai nhóm cộng đồng trình bày dự án về cải tạo vệ sinh môi trường ở phường Cửa Bắc và quỹ sáng kiến cộng đồng của phường Trường Thi. Đây là mô hình cộng đồng quản lý bắt đầu từ dự án phát triển đô thị Nam Định do Cơ quan Hợp tác và Phát triển Thụy Sĩ tài trợ cho chính quyền thành phố Nam Định từ năm 2005. Từ tháng 6 năm 2005 đến tháng 3 năm 2009, tại Nam Định đã có 54 tổ dân phố thuộc 11 phường thành lập nhóm cộng đồng để quản lý và thực hiện hơn 260 dự án cộng đồng. Trong quá trình này, các tổ dân phố đã xây dựng mạng lưới liên kết và chia sẻ thông tin giữa các nhóm dân cư, các cơ quan, ban ngành liên quan. Các hoạt động được triển khai với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương thành phố, sự tư vấn từ cán bộ và mạng lưới thúc đẩy viên của dự án. Thông qua đó, người dân biết cách xây dựng nhóm và huy động nguồn lực để lập kế hoạch, thực hiện, giám sát và đánh giá các dự án, đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm.